Tầm soát phát hiện sớm ung thư giúp tỷ lệ điều trị bệnh thành công cao và thậm chí còn có thể khỏi hẳn. Nhưng vấn đề này vẫn chưa được người dân quan tâm đúng mức, nhất là trong thời điểm lo lắng vì dịch bệnh như hiện nay. Nhiều trường hợp phát hiện khi đã tiến triển nặng, khiến cho việc điều trị khó khăn, tốn kém mà không hiệu quả. Một trong những bệnh có tỷ lệ phát hiện muộn cao là ung thư tiền liệt tuyến và đang có dấu hiệu gia tăng. Như trường hợp bệnh nhân ngoài 70 tuổi này, đến khi phải vào viện cấp cứu vì bí tiểu thì được phát hiện bệnh đã di căn. Trước khi điều trị thì cái hiện tượng tiểu rắt rồi tiểu nhiều lần thì nó ấy, nhưng mà sau điều trị thì cái đó được cải thiện. Ở giai đoạn đầu, ung thư tiền liệt tuyến thường không có triệu chứng rõ rệt nên nếu không khám chuyên sâu thì rất khó phát hiện. Tại bệnh viện ca, hầu hết bệnh nhân đến khám điều trị bệnh lý này đã ở giai đoạn tiến triển. Cái bối cảnh thường gặp là bệnh nhân đi khám ở các chuyên khoa về tiết niệu. Sau đó thì khi người ta làm các cái thủ thuật sinh thiết có chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt thì chuyển sang bệnh viện ca. Chúng tôi cũng có ứng dụng điều trị ức chế androgen bằng các phương pháp tiêm thuốc nội tiết hoặc là phẫu thuật cắt tinh hoàn hoặc là các cái thuốc ức chế androgen khác, thậm chí là ứng dụng điều trị miễn dịch. Vấn đề thứ hai là dù có nhiều phương pháp tiên tiến hiện đại nhưng để có thể điều trị hiệu quả vẫn là cần phát hiện sớm. Đó cũng là điều được các chuyên gia hàng đầu về ung thư nhấn mạnh, ngay cả trong những buổi thực hiện khám chữa bệnh hội chẩn từ xa với các đơn vị tuyến dưới. Ngoài việc phân tích, chia sẻ kinh nghiệm từng ca bệnh khó để chẩn đoán, đưa ra chỉ định phù hợp, thì vấn đề mà các bác sĩ đều mong muốn là nâng cao nhận thức trong cộng đồng về vai trò tầm soát ung thư. Phát hiện sớm đồng nghĩa bệnh có thể chữa lành, giúp bớt đi những tác dụng phụ của thuốc hay những cơn đau vì hóa xạ trị. Và quan trọng là có thể kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống.